Trĩ là một tình trạng rất phổ biến hay gặp ở người lớn, tuy ít nguy hiểm nhưng gây nhiều trở ngại, phiền phức trong sinh hoạt, từ đó ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng công tác và tâm sinh lý của người bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Routine dùng cho người bị trĩ với biểu hiện chảy máu, đau rát, người bị sưng tấy do tổn thương mô mềm. Có thành phần chính là Nano Routine có công dụng hỗ trợ, tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của trĩ. Nano Routine yên tâm cho người bị trĩ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.